xuống nó mò đó. Con nào chết nó sẽ ăn nha quý vị. Sống là không được bắt nghe chưa. Ê, con này sống à. Ừ, con này yếu rồi. Con này sống không nổi. Này nó yếu lắm rồi. Nhưng mà thôi kệ. Tụi con á, thả xuống là tụi con phải bơi. Tụi con mà cứ nằm lật ngửa, thằng Ti Ti nó hốt con đó nha. Nó là một vị thần á. Vị thần chọn lọc tự nhiên. Rồi thôi, em lên đây em ngồi em coi nó. Chọn lọc tự nhiên đó. Sự chọn lọc tự nhiên là công bằng lắm. Ai mà có sức khỏe đó thì vượt qua khỏi bệnh tật. Ai khỏe mạnh đó và may mắn đó thì thoát khỏi khổ đau. Còn xui xui là bị hại. Đó, cuộc sống là công bằng. Hôm nay được duyên lành của chị Diệu Ngân và bé Khổng Thục Hiền phóng sanh 150k. Người ta đổ vô cái xô như vậy và em thả đó. Hôm nay nhìn nó hơi bị ít. Mọi người biết tại sao? Bởi vì hôm qua mình thả cái con tôm tích thì trừ tiền qua lại đó. Dạ. Hôm nay số lượng cá sống rất là nhiều nha. Nhưng có một số con thì nó cũng yếu. Người nó chạy chụa quá nhiều.